Chào mọi người đã quay trở lại cái kênh của mình. Mình là kênh giải trí tổ hợp đây. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người một con Gunpow S2 Gungun server Gungun mọi người ơi. Thì sau đây thì mình bắt đầu thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tạo ra cái tài khoản để chơi được cái server này trước nhá. Vì nhiều anh em sẽ không biết một số những cái mẹo nhỏ ấy. Thì mình rồi ok, sau đây mình sẽ bấm vào cái nút đăng ký này. Mọi người chú ý là mọi người đăng ký nhá. Thì mọi người không được viết hoa như thế này nhá. Mọi người sẽ viết hoàn toàn là tên tài khoản của mình, phải viết thường hết. Ví dụ mình sẽ ghi tài khoản này. Đó, tất cả là mình đã viết thường luôn. Rồi, mình sẽ để một cái mật mã của mình vào đây. Đó, mọi người viết là mật mã là viết bằng số và tài khoản là viết chữ y thường hết, không viết hoa. Sau đó là mọi người sẽ nhấn vào đăng ký là được. Rồi, sau đây là mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào game này. Đây, mọi người vào đây thì nhớ là đọc qua cái tin tức của cái game này trước khi vào trải nghiệm nhá. Thì sao mà nó lại là mắc 999 triệu thì mỗi một ngày anh em được 20 triệu rồi. Như vậy mà nhân lên thôi. Thì chào nha. Rồi ok, thì sau đây là mình sẽ tạo một cái nhân vật này của mình này. Đó, mọi người có thể nghe thấy cái tiếng nhân vật chưa? Hãy bắt pháo lên, chúng ta cùng chiến đấu. Rồi, mình sẽ đặt tên cho nhân vật của mình. Rồi, sau đó là anh em sẽ vào bắn cái con này. Nếu mà anh em muốn nhanh thì anh em có thể bỏ qua luôn được. Đây, chỉ cần bấm vào cái nút bow này thôi. Như vậy là xong. Đó, thì vào trong này thì anh em sẽ nhận toàn bộ những các cái đá điếc này. Rồi, đây tất cả là bên server đã phi cho anh em là toàn bộ đá được 8 cục. Toàn đá level 6 thôi, nhận luôn. Đó, thì mình xem nào. Vòng quay may mắn thì anh em sẽ dùng kim cương để quay nhá. Này có tay cầm game này. Rồi, và rất là nhiều con pet mới nạ ở đây. Nạp liên tục này, anh em có thể là nạp liên tục để lấy thời trang cho mình này. Đó, anh em thấy không? Mình sẽ xem lì xì nhân vật mới này, vòng quay may mắn này, tích lũy nạp này. Anh em tích lũy nạp để nhận những các cái thuốc dấu chân. À, đây là dấu chân này. Còn đây là thú cưỡi này. Và ấn nhá. Đó, anh em nạp thì sẽ tích lũy được thôi. Online server mới thì online đến 30 phút thì anh em nhận được 30.000 điểm luôn. 45 phút thì anh em nhận được 10.000 cái dương này. Úp được, mình nhớ không nhầm là úp được đến level 6 của lộ ấy. Thì 2 ngày này anh em full skill luôn. Đó, 2 ngày em full skill nhưng mà không có chống đào nhá. Tiêu phí này, tích lũy tiêu phí bằng ruby và kim cương thì anh em cũng có thể là nhận được rất là nhiều mảnh. Và có cả mảnh vật tổ đây. Đó, rất là nhiều mảnh vật tổ đây. Rồi, tích lũy tiêu phí kim cương thì anh em tiêu phí con này quá dễ. Hầu như cái set 2 tuổi này anh em được phi hoàn toàn luôn. Đó, ngon không? Đó, một set 2 tuổi này với lại đá vô cực level 10. Đấy, cái này gần như là ăn không luôn nha anh em nhá. Có chơi là có cả chống đào này. Đó, anh em tiêu phí thì có. Thời gian hoạt động từ 29 tháng 9 đến 30 tháng 10. Anh em cố gắng tiêu phí cho nó sớm nhất có thể nhá. Đây, thì tiêu phí ruby thì có vật tổ luôn. Hoạt động bảng xếp hạng hoa tươi. Rồi, mình kiểm tra mục phúc lợi của mình thì phần thưởng online thì anh em được rất là nhiều kim cương. Thì sao mà mình bảo là đây mỗi một cái cục 200 cái này thì anh em được 1 triệu 1 triệu 1 triệu 4 rồi sao ấy.
đúng rồi, 1,4 triệu. 20 phút anh em nhận được 200 cái này, mình đếm nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái, và anh em nhân lên 10.000 cái này anh em. Ui thế được nhiều lắm anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ đi cái vùng mạo hiểm này. Đó bây giờ mình sẽ tiến hành đi cái vùng mạo hiểm này, mình bắn cái con quái này để nhận tiếp 15 cũng như là 10 triệu kim cương. Rồi server này thì nói chung là rất là cân bằng luôn. Dân thường cho tới người làm đều chơi thoải mái luôn, không phải lo nghĩ gì. Đây mình sẽ vào đây mình nhận. Đó 10, mình được 10 triệu xu này để mua trong shop, trong shop nhá. Thì cái shop này shop đổi đấy. Thì đây hình như là nó là cái xu lầy đúng không? Anh em chịu khó online hàng ngày, mỗi một ngày được 100 cái xu đấy. Khi anh em tích đủ 500 cái xu đấy thì anh em đổi được quần áo này, một set 3 tuổi để mặc luôn. Tổng 5, 10, 5, 20, 5, 30, 35. Anh em tích lũy để mua hoặc là anh em donate vừa duy trì server sống lâu dài, vừa là mình sẽ mua những các cái món đồ ở trong đây để chơi nhá. Đây có ảo hóa đây, bé sừng bé xiết đây, có đầy đủ hết anh em ạ. Đó có rất là nhiều các cái ảo hóa mới, loại pet khá là mới này luôn. Mắt phượng hoàng này thì có rất là nhiều, cái này thì hầu như anh em không kiếm được, cho nên admin người ta không cho vào ấy, cho nên là anh em không quan tâm đến cái đá mắt phượng hoàng này lắm. Xu ban ân thì anh em rất là cần nhá, cái này thì anh em phải làm để có donate ấy, donate để duy trì server thì mới có cái loại này. Thì anh em hỏi admin về cái giá cả để mình donate thì có cái này quan trọng này. Đấy cái này thì anh em úp từ thú từ tím lên cam dùng cái loại này nhá. Cái loại này khó có lắm, hầu như là phải anh em phải donate thì mới có. Đây có một số loại set thời trang. Đây có một set anh chàng mua sắm này. Đó thế rồi là set huấn luyện viên, set Ladu, à đâu thằng này là thằng gì ấy. Rồi có rất là nhiều các cái loại dấu chân này, dấu chân set có này, thú các loại luôn. Đấy anh em donate để lấy nó nhé, hoặc là dùng hai cái xu van ơn này để mua một cái này. Đó cứ đổi qua lại thôi. Thì thời trang thì mình sâu đây, toàn bộ các cái cả cái kho thời trang này là anh em sẽ được free hết hoàn toàn luôn, cực kỳ nhiều luôn. Kể cả đây mình sẽ kéo từ trên này xuống dưới các loại, đây có cả mũ bác diêu cũng được vào vòng quay may mắn hết, à vào trong cái shop này hết, hầu như anh em free hoàn toàn luôn, trời thỏa mãn đam mê nhá. Đây có cả siêu nhân đây. Đấy, cánh chuông Giáng sinh. Rồi bộ có cả cánh Giáng sinh đây anh em ạ. Đó cánh cánh Tết này, có đầy đủ hết set bóng đá. Cậu bé kinh gì đây, đầy đủ hết rồi. Có cả cánh Halloween. Đây mình kéo từ trên xuống dưới này đều phi hết. Mà cái này thì anh em vào cái là thích thì sắm hết. Đây cánh Mina đây. Còn cánh này thì phải nói là độ to của nó gần như là mắc rồi. Màu sắc thì nó không được đẹp lắm nhưng mà mắc độ to. Đây có mũ bác diêu đây, đầy đủ hết. Anh em thấy không, hầu như là thời trang thì anh em không phải bỏ tiền ra mua thôi, chỉ có mua một số thứ thú đấy, thế rồi là những mấy dấu chân mới, vũ khí thì hàng ngày thì sẽ reset vũ khí để anh em mua. Đấy cánh đây
mình soi quá là nhiều luôn, quá trời luôn. Còn đạo cụ này thì anh em không thiếu thứ gì để úp rồi. Rồi trang bị bộ này thì anh em chắc là không mặc đến rồi. Đây thú cưỡi này mình xem này, các loại thú cưỡi cơ bản trong này đều có hết. Rồi anh em nhìn thấy không, phát thì tun đâu, chơi phê lòi luôn. Ôi đá đấm này, còn có cả cái con này nữa, cần bảo là mình xem nào. Đây mỗi ngày anh em chịu có đi mua rút cái này để lấy cái xu ban ơn này nhá, đấy để đổi đồ ở trong này. Rồi rất là nhiều các cái tính năng, nói chung là cứ có kim cương thì anh em mua tất tay luôn, cái gì cũng phải mua được bằng kim cương. Đây mỗi một ngày anh em sẽ được miễn phí rất là nhiều kim cương luôn. Đây 1500 cái đây, mình ăn một tí cho anh em coi này, thì sao mà mình bảo phi nhiều vậy, phê chưa anh em, thấy phê chưa. Đây cái này thì mấy mà được 1 tỷ đâu, nhưng mà anh em kiếm rồi anh em lại tiêu thôi. Đây là một ngày mình nhận rồi đấy, cả các cái event với cả thưởng online mình nhận rất là nhiều luôn. Rồi anh em xem like thì mạnh mạnh tay cho mình cái like đi. Rồi tí mình sẽ show các loại vũ khí bắn nhau cho anh em coi. Rồi đá này đầy đủ hết chưa, toàn bộ luôn. Rồi mình sẽ đập nó lên cho anh em coi nha. Thằng sao thảm đi. Đấy anh em chỉ cần thảm đá vào tăng lực chiến thôi. Một số anh em sẽ không biết thì xem qua cái video này thì sẽ biết thôi. Đây server rất là đông vui luôn, nhạc nhẽo thì đầy đủ nhưng mình không dám mở nhá. Rồi sau đây là mình sẽ, đây mình sẽ mặc một cái set quần áo mới này, bây giờ mình sẽ show trang phục cho anh em. Trong server có những loại trang phục gì, cái mặt này đó anh em thấy cái mặt không, nhìn trông dại không. Trông đẹp trai phết này anh em ơi. Đây tất cả các loại mặt anh em có thể mua được rất nhiều luôn. Hôm nay mình đã mua hết rồi, trang phục này mình cũng mua nhiều lắm. Rồi mình kéo mình cái sức bấm của mình nhanh như thế mà vẫn chịu được. Đây mình sẽ làm quả đầu, sâu quả đầu cho anh em này. Đó anh em thấy cái đầu chưa, nhộn thử nha. Đó nhộn được này, nhìn trông ngây ngô. Đây mình sẽ mặc cái đầu này, đây cái này có thể nhộn được nha. Đó đây mình sẽ sâu cái này luôn. Rồi chắc là anh em cũng không, những cô gái thì chắc cũng không thích xem những trang phục của đàn ông đúng không? Mình sẽ chuyển giới. Đây mình sâu ảo hóa luôn cho anh em coi. Đây trong server có ảo hóa đàn ông này, rất là nhiều ảo hóa mới. Đó bé sừng này, có ảo hóa cá này, có thần đèn, có mèo bắn súng, bé rồng. Rồi đây rất là nhiều ảo hóa, đây có ảo hóa happy mèo Aladdin. Đấy anh em nếu chán ghét thời trang thì anh em xài ảo hóa anh em chơi. Ảo hóa thì sẽ thay đổi số vũ khí của anh em, bắn nó khác. Đây mình sẽ đổi sang nhân vật nữ để show cho anh em mấy bộ thời trang này, xem là nữ đồ sẽ như thế nào nhé. Ui vãi, được chưa, đồ nữ lại xinh hơn đồ nam luôn.
Rồi, nhất là mấy cô gái mà đam mê đồ nữ thì tuyệt vời. Đây, cô gái này cầm kiếm hơi dữ nhỉ. Các kiếm vào ai nào thì dứt đầu phết đấy. Đó, đây mình sẽ lấy bộ này đi. Đẹp chưa? Bộ này thì khó phối màu hơn, mình sẽ lấy cái bộ cô gái cầm kiếm này nhá. Rồi, mình đó, xinh chưa? Khác lạ chưa? Tiếc là không nhuộm được vàng luôn. Đây, làm cái quả xanh này đi. Đó, cái này thì anh em phải có xu thì người ta mở ra thì cũng phải cần duy trì server thì anh em mới sống được, game mới sống được thì anh em mới chơi được thoải mái đúng không, chứ không tất cả nó không phi được. Vậy nên anh em có ít thì người ta donate ít, có nhiều thì donate nhiều để cho admin người ta duy trì cái server. Vì sao? Vì cái server này thực ra là cái con game này nó cực kỳ nó nặng luôn. Đấy, nó thực ra nó rất là nặng luôn, cho nên là anh em sẽ phải donate để duy trì server. Thì một tháng server tốn rất là nhiều tiền, kinh phí để trả. Rồi, sau đây mình sẽ show cho anh em cái tiết mục vũ khí nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ xài cái vũ khí từ dưới lên trên nhá. Đầu tiên là cái ly cà phê này trước này. Đây. Rồi, mình sẽ vào mình bắn luôn cho anh em coi nhá. Đây, mình sẽ đứng từ đây mình pâu cho anh em coi nào, xem cái vũ khí cà phê này nó sẽ pâu sâu như thế nào nhé. Pâu từ cái hộp kia xuống nè. Hộp bát đi, cái nửa này không được rồi. Đây, hỏng rồi. Rồi làm anh em cứ hóng thôi. Bây giờ lộ khí của mình nó không được nhiều nhỉ. Nại nha, nại nha, nại nha. Không, em mất thời gian của anh em quá. Bản này thì phê rồi. Anh em chơi thì khỏi nghĩ luôn. Đam mê thời trang có mà đam mê vũ khí cũng có. Chỉ sợ anh em có ủng hộ ra để mình người ta duy trì được cái xe vào không thôi. Còn cái gì cũng có. Mình thì mình cũng chả được cái gì đâu, nhưng mà mình cũng ở đây nhưng mà thực là nó tốn kém thật. Úi, anh em thấy không? To vãi trưởng luôn. Thấy chưa? Đứng từ kia mà mình bâu như thế này thì nếu mà bâu nhóm thì anh em biết như nào rồi. Ờ, con này nó bắn nó không tích được nhiều lộ cho lắm. Bay sang chỗ kia nha. Đó. Rồi, hôm nay sâu kỹ nên là cũng hơi mất thời gian của anh em. Rồi, anh em thấy kênh hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký nhá.
Đây mình sẽ sau mình sẽ chuẩn bị bow cho anh em coi nào. Bow nha, bow nha. Đây mình sẽ đứng mình bow từ trên cái đỉnh chóp của cái thuyền kia xuống. Đó anh em thấy nó rộng chưa? Rồi sau cái vũ khí đầu tiên là vũ khí cà phê thì tiếp theo mình sẽ câu một loại vũ khí khác cho anh em coi. Rồi đó là mình sẽ xài trà sữa. Rồi mình sẽ câu trà sữa cho anh em coi nha. Nào đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình pâu là đây nhá, gió đang đẹp nhá, mình sẽ pâu từ cái đầu này. Đấy anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ soi từ trên cao xuống dưới này để xem anh em có đam mê không, có thích những các cái bảng như thế này không. Đây nha, đây phạm vi lổ của nó từ trên cái khu vực trên này xuống đến tận gần đáy luôn, gần chạm đáy luôn. Đây mình sẽ bâu từ cái chỗ khu này xuống nha. Rồi bắn hụt thì nó bảo là cẩn thận coi chừng bị lém đi. Ôi, con này nó đục gần xuống rồi. Mình sẽ tranh thủ mình qua mình pâu luôn cho anh em coi này, gió không đẹp chưa. Đây mình sẽ pâu từ cái chóp này xuống dưới nha. Rồi pâu luôn nè. Rồi mình sẽ soi cái thuyền từ cái đầu chóp này mà xuống đến dưới khu vực dưới này. Ui hết map luôn anh em ạ, hết luôn, không còn gì để bâu nữa. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ bâu tiếp cái tay cầm game. Đây mình sẽ tiết lộ đã. Anh em thấy ghê chưa? Cái trà sữa có ghê không? Rồi tích đầy đi em ơi. Do cái level của mình cao quá nên tích hơi lâu. Rồi mình sẽ bao cho anh em cái tay cầm game là xem nó như thế nào nhá. Trong vòng qua may mắn cái tay cầm game này cũng có. Rồi, cũng tương đối là to luôn anh em ơi. To kinh khủng luôn.
Rồi mình sẽ ra cái chỗ đằng xa kia mình pop. Đây rồi, gió thuận lợi rồi. Pâu luôn. Đứng từ đây pâu nhá. Ôi, anh em thấy không? Cái này thì đục cũng tương đối là sâu. Khoảng cách cũng phải đến một gang tay, hơn một gang ở trên màn hình của mình luôn. Rồi tiếp theo mình sâu tiếp cái loại vũ khí tiếp theo. Xem phê chưa? Ui giời ơi. À, anh em xem thì cho mình bỏ lại cho mình một like đi.